Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt PBS Đài Loan. Máy bay Trung Quốc liên tục quấy nhiễu Đài Loan. Sáng ngày 7 tháng 10 lại có hai chiếc máy bay Trung Quốc bay quanh vùng trời phía Tây Nam Đài Loan. Hơn nữa còn phát thanh đáp trả gọi Đài Loan là khu vực. Trong tháng 10 này, Bộ Tư lệnh Hải quân Trung Hoa Dân Quốc sẽ tiến hành tập trận trong 3 ngày ở gần khu vực máy bay Trung Quốc quấy nhiễu. Sáng ngày 7 tháng 10, máy bay Trung Quốc lại tiếp tục bay vào không phận phía Tây Nam Đài Loan. Sau khi bị không quân Đài Loan phát sóng xua đuổi, phía Trung Quốc lần đầu phát sóng đáp trả gọi Đài Loan là khu vực Đài Loan. Vào ngày 7 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nghiêm Đức Phát kêu gọi Trung Quốc đừng phá vỡ hiện trạng. Trung Quốc tại xin lãnh không ít xí rào, gần chinh rụ, khu vực Trung Quốc đang chú yếu chế trị, công thống vệ hù của mình Thái Hải để hợp bình và an toàn, bèo cải biện hiện trạng. Bộ Tư lệnh Hải quân cũng đã lên kế hoạch tập trận vào các ngày 9, 22 và 27 tháng 10 tại gần khu vực bị máy bay Trung Quốc quấy nhiễu ở vùng biển Tây Nam. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết đợt tập trận này nằm trong kế hoạch diễn tập thường niên. Bộ Quốc phòng cũng cho rằng việc máy bay Trung Quốc liên tục quấy nhiễu có thể là sự chuẩn bị cho quy hoạch vùng nhận dạng phòng không khu vực Biển Đông của Trung Quốc. Trong một bài viết từ tháng 5 của tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng cho biết, Trung Quốc đang nghiên cứu quy hoạch vùng nhận dạng phòng không ADIS khu vực Biển Đông sẽ bao gồm cả quần đảo Nam Sa và Tây Sa. Đến nay vẫn chưa có kế hoạch chính thức. Theo phân tích, nếu Trung Quốc mở rộng ra tới quần đảo Đông Sa của Đài Loan thì sẽ trùng với vùng ADIS của Đài Loan, là sự uy hiếp lớn nhất đối với Đài Loan. Mùa lũ năm nay, Đài Loan không có bão, khiến lượng mưa tại các khu trữ nước cũng như các đập chứa nước toàn Đài Loan đạt mức thấp kỷ lục. Tiểu ban đối phó hạn hán thuộc Bộ Kinh tế quyết định, từ ngày 14 tháng 10, các khu vực Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và Đài Trung bắt đầu giảm áp cấp nước về ban đêm. Mực nước tại các đập chứa nước trên toàn Đài Loan đang ở mức thấp báo động. Sở Thủy lợi vừa triệu tập cuộc họp về ứng phó hạn hán. Theo đó, từ ngày 14 tháng 10, 4 địa phương gồm Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật và Đài Trung sẽ điều chỉnh cấp độ cảnh báo mực nước thành màu vàng và thực hiện giảm áp cấp nước giai đoạn 1. Theo số liệu mới nhất của Sở Thủy lợi, tính đến 4 giờ chiều ngày 7 tháng 10, tỷ lệ lượng nước dự trữ tại đập Phỉ Thúy chỉ còn 48%, tại đập Thạch Môn là 44%, đập Tăng Văn là 34%, mực nước tại 13 đập chứa nước trên toàn Đài Loan đều liên tục hạ thấp. Trong đó, đập Phỉ Thúy, đập nước quan trọng nhất tại khu vực phía Bắc, đạt mức thấp kỷ lục trong vòng 17 năm trở lại đây. Do ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, lượng mưa từ tháng 5 đến tháng 10 năm nay chỉ bằng một nửa lượng mưa trung bình của các năm trước. Theo dự báo của Cục Khí tượng Trung ương, thời điểm tháng 10, tháng 11 nhờ có các đợt phong nên lượng mưa đạt mức bình thường, đến tháng 12 sẽ giảm. Và từ tháng 1 đến tháng 3 năm sau, lượng mưa có khả năng sẽ giảm mạnh do ảnh hưởng bởi hiện tượng El Nino. Vài ngày gần đây, Đài Loan liên tục có ca nhiễm mới COVID-19 từ nước ngoài. Bên cạnh đó cũng có 4 ca dương tính được phát hiện tại Nhật và Pháp sau khi xuất cảnh từ Đài Loan. Nhưng kết quả xét nghiệm của những người tiếp xúc với những ca bệnh trên tại Đài Loan đều âm tính. Do vậy, hiện Đài Loan không có lo ngại về lây nhiễm cộng đồng. Gần đây, Đài Loan nhận được thông báo từ phía Nhật Bản và Pháp thông qua cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện điều lệ y tế quốc tế về trường hợp 3 người Nhật và 1 người Pháp được xác định nhiễm COVID-19 sau khi xuất cảnh từ Đài Loan. Đài Loan đã tiến hành khoanh vùng 74 người tiếp xúc, tiến hành xét nghiệm 34 người đều cho kết quả âm tính, cho thấy hiện không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. Trung tâm chỉ đạo cũng sẽ nới lỏng quy định đối với người đang cách ly và kiểm dịch tại nhà, có thể xin rời khỏi nhà để chịu tang hoặc thăm thân vì lý do nhân đạo. Điều kiện phải là người không có triệu chứng. Kết quả xét nghiệm từ ngày thứ nhất đến ngày thứ tư đều âm tính, có thể làm thủ tục xin đi ra ngoài trong vòng 2 ngày kể từ ngày xét nghiệm. Đến ngày thứ năm vẫn âm tính thì sẽ được xin đi ra ngoài trong vòng 3 ngày. Trung tâm chỉ đạo cũng vừa công bố điều chỉnh mức cảnh báo dịch bệnh đối với Sri Lanka từ mức có nguy cơ thấp lên mức trung bình thấp và đưa Malaysia ra khỏi nhóm các quốc gia có nguy cơ trung bình thấp. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.